cho nhanh tí nữa. Dám gây rối trước mặt con lớn rồi bỏ chạy hả? Hãy theo tay về phủ để con lớn xử trị. Mùi ngọc trắng công à? Con kia, mày dám chống lại bọn ta à? Tao muốn thử sức cùng nàng. Ông lầm rồi, tại sao lại trói cha con tôi? Bọn ta không lầm đâu, mi là Trần Bình, muốn sống hãy khai ra vợ mi là Nguyễn Thị Tú Xuyên. Thì vợ ở đâu? Bọn ngươi là quan lính triều đình, tại sao không tuân theo phép nước, vô cớ ba ngày bắt người hành hạ? Vô cớ hả? Vợ mi vừa đánh quan Tùng Phủ Trịnh Kiến và lính trọng thương, tội đánh tru di tam tộc, còn dám lớn tiếng? Vô lý. Vợ ta là một người đàn bà yếu đuối, làm sao có thể đả thương quan Tuần Phủ, là người võ nghệ khét tiếng phủ này. Ta không tin. Rồi ngươi sẽ thấy, có tin hay không? Cho hắn nếm mùi cực hình. Còn mang sợ thì giết ta đi, con ta vô tội. Đánh. Quốc giả mang chết con ta rồi, đồ khốn kiếp. Mày thấy chưa? Khai đi, chậm trễ là mày cũng chết luôn. Được chú loại, con ta chết là kể như chính ta đã chết, đừng hòng ta khai. Chính mẹ con
Để mẹ lo vết thương cho con nha. Cha con đâu? Con biết rồi, cha con không còn nữa phải không mẹ? Mẹ đã chôn cha con một nơi kín đáo. Khi nào khỏi bệnh, mẹ con ta sẽ đến nơi đó. Bẩm cụ, ngoài kia có thằng bé đến xin việc. Trong trại có bao nhiêu con bò? Bấm 200. Mấy thằng chăn? Bấm 2. Cho nó xuống trại. Bấm dân. Nhớ xem chừng nó có được việc không. Nếu 3 ngày không xong, tống cổ nó ra. Mời cổ ly nữa. Chú em này làm ở đây phải hết sức cẩn thận và lễ độ. Đi ra ngoài chăn bò cũng vậy. Dạ. Sao? Có tin tức gì không? Bẩm đại quan, tiểu nhân đã cho lùng kiếm khắp nơi mà vẫn không thấy. Tú Xuyên bị ta dùng ngọc tán công đánh trọng thương, làm sao có thể đi xa được. Ngươi cứ cho bọn chúng tiếp tục tìm kiếm. Dạ. Này Lý Tư, dặn bọn lính không được nặng tay với nàng nghe chưa? Tiểu nhân tuân lệnh. Mời mẹ uống thuốc. Hôm nay mẹ cảm thấy thế nào? Có thuyên giảm đôi chút. Con đi chăn bò chắc cực lắm phải không? Thưa mẹ, không có gì cực cả. Thảnh thơi lắm. Con lại còn được bọn trong làng tôn làm đại dương nữa. Nhớ lời mẹ dặn, không được gây gổ, ẩu đả với ai hết, nghe con. Thưa mẹ, con luôn luôn nhớ lời mẹ dặn. Con đi đây. Ngươi là ai? Sao lại cản đường ta? Nghe bọn trong làng gọi ngươi là Đại Dương, nên ta tới kiếm ngươi để thi đấu. Nếu thắng được ta thì ta sẽ để yên. Bằng thua thì phải quỳ xuống, kêu ta là Hồng Phương cô nương. Mẹ ta dặn,
không được gây gỗ với ai. Hơn nữa, ngươi lại là con gái, ta không muốn ăn thua với ngươi. Đừng có phách lối, ta cho ngươi đánh trước đó. Mời đại dương nhà vô đi. Nếu đại dương không thích đánh trước thì ta sẽ cho đại dương một bạt tai vậy. À, đại dương vẫn không thèm đánh với ta. Nếu vậy, để ta cho đại dương đo đất chơi. Té ra ngươi chẳng biết võ công gì cả, vậy mà cũng được tôn làm đại dương. Nếu muốn trả thù thì hãy kiếm ta là Đào Hồng Phương. Đại dương võ nghệ cao cường, vậy mà lâu nay giấu anh em. Đại dương, vậy võ cho tụi này với. Tôi muốn bày bà chơi, chứ không phải võ nghệ đâu. Các bạn đừng nghĩ bày cho tôi. Bò đâu hết, mà các bạn lại đến đây cãi vậy? Tụi tôi lùa bò về hết, không thấy đại dương, nên trở lên đây kiếm. Để tụi này giúp đại dương lùa bò về nhá. Phần cơm của mày đây, ăn đi rồi về. Ăn mau dữ vậy mày? Dạ, cháu đang đói lắm. No chưa? Dạ, thưa bà chưa. Mai ăn tiếp. Đứng xích lên tí nhớ. Ê, thằng nhỏ, mày giấu cái gì trong áo kia? Dạ đâu có. Lại đi tao khám đã. Thưa ông, đây là phần cơm chiều của cháu. Mày ăn rồi, còn mang cái này đi đâu? Dạ, cháu chưa ăn. Mẹ cháu đang bị bệnh. Cháu mang phần cơm này về cho mẹ cháu. Con nhỏ mà đã hiếu thảo như vậy, thật là tốt. Thôi cháu về đi. Dạ.
nếu dùng thế mãnh hổ xuất sơn mà giao đấu với thế đại bàng xung thiên là sai, bởi vì hai thế này đều là cương, dầu lanh lẹ tới đâu cũng khó tránh tổn thương cả đôi bên. Nếu dùng thế giao long tị thủy thì cương nhu đầy đủ, nếu không chiến thắng được địch thủ cũng bảo toàn được sinh mạng và giữ thế quân bình. Văn chương với võ nghệ là hai môn quan trọng cho kẻ sĩ, tấn thì làm quan mà thối thì là thầy. Riêng xét về võ học, rộng ra có thể giúp cho nước nhà giữ vững bờ cõi. Lúc bình thì tiếp tục xử thế, trừ gian diệt nịnh, chống kẻ bạo tàn, giúp người lương thiện thế cô. Võ học tuy như rừng rậm biển sâu, nhưng đều xuất phát từ trí tuệ và lòng dũng cảm của con người. Vì vậy, khi dung gươm phóng quyền, đều phải nhìn rõ thấy xa, có nghĩa là phân định rõ ràng các chiêu thức, thấy rõ dụng ý sâu xa của đối thủ. Có như vậy mới an toàn ra vào rừng đao biển kiếm. Thực tế, võ học cũng còn là một môn nghệ thuật. Đã là nghệ thuật thì phải có kỹ năng, kỹ xảo. Không phải đánh nhau có sức mạnh là thắng được địch thủ. Quyền kinh có câu, lực bất thắng quyền, quyền bất thắng công. Điều đó khẳng định công phu luyện tập võ công quan trọng đến mức nào. Hôm nay, ta sẽ truyền cho các con bài quyền ngọc trảng gồm 80 thức. Đó là một môn quyền thuật quan trọng. Nếu tập luyện tinh thông, có thể vững vàng giao đấu với bất cứ địch thủ lợi hại nào. Có thể xem đây là bài quyền thuật căn bản nhất của phái Âm Dương Quyền chúng ta. Đây là lần thứ tư ta truyền thụ ngọc trảng quyền cho học trò. Tại sao hai hôm nay anh không đến trường võ? Hồng Phương hả? Em có biết tại sao hai ngày nay anh không đến trường võ không? Em làm sao biết được? Nhưng có lẽ em quan tâm lắm chứ gì. Dù sao anh không bao giờ quên em. Em về đi. Kìa, Hồng Phương, em giận anh hả? Anh làm kỳ quá à. Thôi, để anh cho em biết hai hôm nay anh làm gì. Em không cần biết. Kìa, Hồng Phương, hai ngày nay anh đang cố tìm một vật gì thật quý để làm quà xuân tặng thầy. Có vậy thôi, em ngồi xuống đi. Không được, em phải về ngay. Nếu cha em biết được em ngồi đây, ông sẽ giận em. Cao công tử, cứ để mặt cô ạ. Chúng ta vào đây uống mấy chung đi. Tôn đại nhân. Mang rượu và đồ nhắm ra đây. Dạ, có ngay. Dường như công tử Chu Liệt, con quan huyện Chu Quý cũng rất say mê cô bé Hồng Phương.
nhưng hắn làm sao qua mặt được công tử? Đại nhân thấy thế nào? Liệu quan huyện Chu Quý có làm khó ta không? Tuy Chu Quý là quan huyện xứ này, nhưng so với thân thế của công tử vẫn còn cách xa một bậc. Xin cảm ơn lời chỉ giáo của đại nhân. Mời đại nhân. Sao đã lâu không thấy Trịnh đại nhân thăng đường vậy? Trịnh đại nhân dường như đang thọ bệnh. À, ra vậy. Thằng Tam và thằng Tứ bắt thằng bé chăn bò trói vào gốc cây. Tao và lão Nhị bắt con bò to nhất lùi xuống đồi. Hai đứa bay bật hậu, nghe rõ chưa? Nghe rõ. Ta và các vị không hề thù oán. Lần này ta tha cho, mong các vị hãy bỏ đi cái nghề không tốt này. Dạ, xin ân nhân chưa biết danh tánh. Khỏi cần. Nếu muốn trả ơn ta, xin các vị hãy bỏ nghề này đi. Dạ. Đại Dương, chào Đại Dương, là Trương Tam. Tôi tìm anh để cho anh thanh toán món nợ trước kia đây. Tôi không hề có ý thù oán với cô. Nhưng tôi lại thích đánh nhau. Chung quanh cô có thiếu gì người để đánh nhau? Nhất là Cao công tử. Anh không được đồng đến việc đó. Tôi không hiểu cô muốn gì, nhưng tôi không thích đánh nhau với phái nữ. Đừng nói nhiều, hãy đỡ đòn. Tại sao anh không tránh đòn? Tôi không hề biết võ công. Như vậy tôi thật là người có lỗi. Tôi thấy giữa tôi và cô nên giữ một khoảng cách thì tốt hơn. Bẩm đại nhân, có sứ giả của quan tuần phủ phía nam xin vào ý kiến. Cho vào. Dạ. Tiểu nhân xin bái kiến đại quan. Miễn lễ, ngươi về đây có việc chi? Bẩm đại quan, đây là thư của quan tuần phủ Trịnh Kiến. Rõ thực là đồ bất tài. Ngươi ra ngoài chờ lệnh ta. Dạ. Cho mời vương gia sư đến ngay. Dạ.
đại nhân cho gọi tôi. Ta có việc cần thương lượng với gia sư, xin tuân lệnh. Đây là thư của Trình Kiến, vương gia sư đọc đi. Năm năm trôi qua mà vẫn không tìm thấy Tú Xuyên, Ngọc Trảng Công cũng chưa lấy được. Việc này rất hệ trọng, gia sư nghĩ thế nào? Theo thiện ý của tôi thì vụ Tú Xuyên biệt tích có một cái gì đó không được bình thường. Tôi rất e ngại về việc này, và tôi cũng tin rằng đại nhân đã có biện pháp. Ta đã có biện pháp, nhưng phải nhờ gia sư một tay. Xin tuân lệnh. Kính chào quan thứ chính. Chào viên gia sư. Xin mời ngồi. Thật đáng tiếc. Bẩm đại nhân, trong thư có gì quan trọng? Tạ đại phu muốn hỏi con gái của ta cho công tử Tạ Dư Chính. Nếu vậy, hai đại nhân có dịp gần gũi hơn. Trước đây tôi thường nghe Tạ đại phu khen con gái của đại nhân là tài đức vẹn toàn. Bởi vậy có lần Tạ đại phu định tâu với chúa thượng cho con gái của đại nhân được vào cung nội. Rất tiếc, cách đây nửa tháng con gái ta bỗng nhiên bỏ nhà trốn đi mất. Đại nhân không nói chơi chứ? Ta đang cho người truy tìm khắp nơi nhưng chưa thấy tung tích đâu cả. Qua. Dừng tay, ta có chuyện cần nói với con. Ngươi đi ra ngoài, không cho ai được vào đây. Dạ. Việc gì vậy cha? Có hai điều. Một là con sẽ vào cung nội. Hai là lấy Tạ Dư Chính, con Tạ đại phu. Thưa cha, con không muốn điều nào hết. Con không muốn cũng không được. Nhưng tại sao cha phải đưa ra hai điều ấy? Không phải ta. Ai có quyền đó? Lão gian thần họ Tạ. Từ giờ trở đi con không được ra khỏi phòng. Đêm nay con phải giả trai và đi về miền Nam. Thưa mẹ, con thật có lỗi với mẹ. Mẹ hiểu con. Xin mẹ tha thứ. Con ngồi xuống đây. Từ lâu ta muốn nói với con một điều, nhưng chần chừ mãi. Thưa mẹ, chắc vì chuyện con lén học võ công. Con có biết tại sao cha con cấm con học võ không? Thưa mẹ, không. Cha con không phải là một người thợ rèn, mẹ cũng không phải là người bán bánh. Chúng ta đều là người thuộc hoàng tộc. Câu chuyện bắt đầu xảy ra từ ngôi hoàng pháp đại tự. Hoàng pháp đại tự là ngôi chùa mà vua, hoàng thái hậu và hoàng tộc thường hay đến lễ Phật. Trong chùa có một chú tiểu lo việc quét dọn bàn thờ. Như thường lệ, trưa hôm ấy, lúc các vị đại hòa thượng đã về tăng phòng, chú tiểu bắt đầu quét dọn bàn thờ Phật. Vì bàn thờ quá cao, chú tiểu phải giơ tay lên để lau, nên vô ý làm rơi một bức tượng xuống dưới chân bị dở tan. Một cuốn sách nhỏ bọc da cọp văng ra. Chú tiểu vội nhặt lên xem thấy đề Ngọc Trảng Công. Bên trong viết toàn về võ thuật với những hình tượng nhảy múa quái dị.
Từ đó, đêm đêm chú Tiểu âm thầm luyện tập thập bát ngọc trảng công. Chẳng bao lâu, chú Tiểu đã trở thành một nhà sư tráng kiện, khỏe mạnh. Và cũng từ đó, trong hoàng pháp đại tự chẳng còn ai dám bắt nạt nguy hiếp. Nhưng cũng vì thế mà nảy sinh ra sự hiềm khích với những nhà sư trẻ khác. Cho đến một hôm, có nàng quận chúa con quan bộ lễ đến chùa ở lại để dâng hương cầu nguyện. Đến khuya, khi mọi người đều an giấc, hai kẻ xấu xông mê hương làm cho nhà sư trẻ này bất tỉnh, rồi đem bỏ vào phòng nghỉ của vị quận chúa. Canh ba, quận chúa thức giấc, bỗng giật mình nhìn thấy bên cạnh có một nhà sư đang nằm ngủ. Nàng hoảng hồn vùng dậy định la lên, nhưng nghĩ đến thân phận lại thôi. Vị công nương này rất lấy làm lạ, vì cảm thấy thân thể không có hiện tượng gì bị ô nhục. Nàng từ từ cúi xuống nhìn kỹ nhà sư, thì thấy cũng là một trang mã tượng anh hùng. Quận chúa nhíu mày suy nghĩ một lúc, rồi đưa tay lay nhẹ. Không thấy nhà sư tỉnh dậy, quận chúa sinh nghi, liền sờ vào cổ tay, thấy động mạch nhảy bình thường, biết là bị trúng phải mê dược, vội lấy một hoàng thuốc cạy miệng nhét vào. Một lúc sau, nhà sư trẻ cựa mình ho mấy tiếng, rồi tỉnh hẳn. Định trốn hả? Xin công nương hiểu cho, tôi thật tình không biết gì cả. Ngươi biết ta là ai chứ? Nếu ngươi la lên, ta sẽ ra lệnh cắt đầu ngươi lập tức. Thưa công nương, tôi nhớ là mình đang nằm ngủ trong phòng riêng tại Tây Viên phòng của hoàng pháp đại tự. Nhưng đây không phải là Tây Viên phòng mà là Đông Viên phòng. Ngươi biết rằng việc này sẽ nguy hại đến thanh danh và làm ta đau khổ hay không? Thưa công nương, tôi không hề muốn vậy. Ta là quận chúa con quan lễ bộ, việc hôn nhân chưa hề có, nhưng hôm nay bỗng dưng như thế này, ngươi tính sao? Tôi sẽ làm bất cứ điều gì quận chúa ra lệnh. Làm gì được khi mọi người biết ngươi đã cùng ta ở chung một phòng đêm nay? Tôi sẽ thoát khỏi nơi đây ngay, để quận chúa bảo toàn danh tiết. Ngươi không thể thoát khỏi nơi đây mà không lưu lại tiếng xấu cho ta. Nếu vậy, xin quận chúa hãy mau ra tay giết tôi đi. Ta giết ngươi có lợi gì? Rồi thân phận ta sẽ ra sao? Ngươi định trốn tránh trách nhiệm à? Thưa quận chúa, tôi biết làm sao bây giờ. Hãy giết ta đi, hoặc đưa ta đến một nơi nào đó thật xa xôi để tìm lấy cuộc sống. 10 năm sau, trên giang hồ xuất hiện một đôi vợ chồng hành hiệp, giúp đỡ các quan trấn nhậm địa phương bình định giặc cướp, khai phá đất quan, giúp dân lập ấp. Đó là nhà sư ở hoàng pháp đại tự và quận chúa con quan lễ bộ. Cả hai sinh hạ được một người con gái, và người con gái đó là mẹ. Thế hiện giờ ông ngoại và bà ngoại cũng đâu? Ông bà ngoại con đã đền nợ nước khi chống giặc ngoại xâm. Lúc ấy mẹ đang mang thai con, và cũng từ đó tai họa bắt đầu ập đến nhà ta. Nguyên cha con trước kia là một võ tướng, vì thấy Viên Tể Tướng Tạ Đại Phu là một kẻ gian ác, tham lam lại lộng hành, nên thường hay tỏ ra chống đối. Vì thế Tạ Đại Phu để tâm và tìm cách hãm hại. Nhưng lúc đó có tờ tấu chương của vị hòa thượng pháp chủ hoàng pháp đại tự tâu trình Đức Dương Thượng về việc. Hòa thượng pháp chủ có đọc được một cuốn kinh trong tàng kinh khác có đề cập đến cuốn bí kíp ngọc trảng công, và ông ta nghĩ rằng cuốn bí kíp đó đã bị đánh cắp. Tà đại phu lợi dụng dịp này định vu cáo cho cha con là người đã đánh cắp cuốn ngọc trảng công. Mẹ, mai nhờ quan tư chính Nguyễn Trung báo cho biết, nên cha và mẹ rời bỏ kinh thành,
trốn về miền Nam, giả làm người thợ rèn. Đó là lý do cha con cấm con học võ, vì sợ con sẽ liên lụy sau này. Nhưng cây muôn lặn mà gió chẳng ngừng, chung cuộc cha con cũng bị hại về tay bọn Tả đại phu. Con sẽ trả thù cho cha con. Đó là việc mai sau. Kể từ hôm nay, mẹ sẽ dạy cho con toàn bộ ngọc trảng công của tổ phụ. Tình kiện chắc không còn sống được bao lâu. Vương gia sư đã tìm cho ta người thay thế ý chưa? Bẩm đại nhân, tôi đã đưa đến đây một người có sức mạnh vô song, võ nghệ cao cường, thừa mưu lược để thay thế Trình Tuần Phụ. Y tên gì và hiện giờ ở đâu? Bẩm đại nhân, y tên là Quỳnh Đầu và hiện đang ở bên ngoài chờ lệnh đại nhân. Cho mời y vào ngay. Tuân lệnh. Hạ thần là Quỳnh Đầu, xin kính chào đại quan. Ta nghe vương gia sư nói ngươi có sức mạnh vô song và võ nghề là rất cao cường. Ta muốn biết sức mạnh của ngươi đến đâu. Bẩm đại quan, vương gia sư thương mà nói vậy, chứ tài nghề của hạ thần cũng tầm thường. Nhưng nếu đại quan muốn mua vui, hạ thần xin tuân lệnh. Ta muốn thử coi ngươi có dở nội cung lân bằng đá ngoài kia không. Hạ thần xin tuân lệnh. Hay, hay quá, đúng là thần lực. Vương gia sư hãy trọng thượng người này và chuẩn bị để y thay thế Trình Tuần Phụ. Tuân lệnh. Thiên ngoại vô nhân thức, đại tự hữu tâm trung, di di phong tùng bách, hạo hạo khí thiên cung. Tiểu thí chủ thật cao hứng. Xin chào đại hòa thượng. A Di Đà Phật, tiểu thí chủ từ đâu đến? Dạ thưa, có phải ngài là Từ Ân hòa thượng không ạ? A Di Đà Phật, chính lão tăng. A-di-đà-phật, té ra tiểu thí chủ là con của người bạn thời thờ ấu với lão tăng. Cho xin bái kiến sư bá. Chúng ta hãy ra sau núi Đàm Đạo để tránh tai mắt mọi người. Trước hết, sư bá muốn biết sức khỏe của cha cháu như thế nào. Sức khỏe của phụ thân con vẫn tốt, duy có điều rất lo lắng. Ta đã hiểu, đừng nói nữa. Về mọi sự đều nhờ sư bá. Sư bá sẽ dàn xếp cho cháu ở lại đây ẩn cư một thời gian. Bạch sư cụ, cháu nghĩ chắc nhà chùa đã gần hết củi, nên cháu mang lên thêm. A Di Đà Phật, chú tốt bụng quá. Đây là cháu ruột bần tăng ở xa đến thăm, còn đây là đại vương. Xin chào công tử. Xin chào huynh đài. Cháu xin phép sư cụ mang củi lên chùa. Thật là người tốt bụng, một tháng hai lần đốn củi gánh lên biếu không cho chùa. Bẩm sư bá, tên anh ta là Đại Vương à. Cả vùng này không ai biết tên họ thật của y là gì. Chỉ biết cách đây 5 năm y đến vùng này, lúc đó
còn là một đứa bé xin vào làm chăn bò cho nhà lão Trương Tam. Không biết y đã làm gì mà cả đám trẻ chăn bò trong vùng đều gọi y là Đại Dương, rồi từ đó trở thành cái tên luôn. Bẩm sư bá, con thấy anh chàng này có ẩn tướng rất tốt, không phải hạng bần cùng, tại sao lại phải đi chăn bò? Ta cũng để ý đến điều đó ngay từ hôm đầu gặp y, nhưng y là một con người rất kín đáo. Bẩm sư bá, không một ai trong vùng thắc mắc về lai lịch của y hay sao? Đối với mọi người, y chỉ là một tên chăn bò tầm thường, lại là một chàng trai hiền lành, tử tế, không mất lòng ai bao giờ, nên chẳng có ai thắc mắc. Bẩm sư bá, con thấy con người này rất kỳ lạ, bí ẩn, con muốn kết bạn với anh ta. Sư bá có biết anh ấy ở đâu không? Tốt lắm, như vậy là con đã thấy được những gì ta thấy. Muốn tìm đại vương chỉ việc đi thẳng lên ngọn đồi kia. Chào Đại Dương, tôi muốn được nói chuyện với anh. Xin chào công tử. Chào Đại Dương, xin anh đừng có gọi tôi là công tử nữa có được không? Tôi rất muốn làm bạn với anh. Xin công tử đừng nói giỡn, công tử là kẻ cao sang, tôi là người bần hàn, làm sao có thể kết bạn được? Điều mà tôi muốn kết bạn với anh là ở trong lòng chứ không phải ở bề ngoài. Hôm gặp anh lần đầu ở sau chùa, tôi đã có thiện cảm với anh ngay. Sau đó, nghe sư bá tôi nói về anh, tôi càng quý mến thêm. Tôi thành thật muốn kết bạn với anh. Nếu anh không chấp nhận, coi như anh chê tôi chẳng sai gì. Xin chào. Công tử. Anh gọi tôi là cái gì? Tôi chưa được biết tên anh. Tên tôi là Thiếu Hoa. Người ta gọi tôi là Đại Dương. Tôi biết, chắc anh có nỗi khổ tâm nên không muốn tiết lộ thân phận mình. Tôi hy vọng một ngày nào đó, khi chúng ta thân nhau, anh sẽ cho tôi biết anh là ai. Đa tạ, tôi xin hứa, anh sẽ là người đầu tiên biết thân phận tôi. Đại Dương, năm nay anh bao nhiêu tuổi? 20. Tôi 18, vậy anh làm đại ca, tôi làm tiểu đệ. Chúng ta hãy làm lễ bái thiên địa, nguyện có phước cùng hưởng, có họa cùng chia. Lê Tấn, ngươi là kẻ học đạo thánh hiền, cớ sao hôm nay đi dở nghề trộm cắp? Thưa quan lớn, tôi là thầy đồ, lo việc dạy học cho bọn trẻ, sức trói gà cũng không nổi, không thể nửa đêm đào tường khoét vách làm kẻ trộm đạo. Nếu không phải ngươi thì con gái ngươi, tang vật cạnh tranh còn chối cãi cái gì? Bây đâu, mang tang vật ra đây. Dạ. Còn chối cãi nữa không? Bẩm quan lớn, ngài là phụ mẫu chi dân, xin soi xét lại cho kỹ càng, việc này quan cho tôi lắm. Còn quan với uổng nữa. Bây đầu, dạ, căng cho con Lê Tấn ra đánh 30 hèo trước đã. Xin quan lớn dung thứ, gia đình Lê Tấn chẳng qua gặp hội khánh kiệt mà làm bậy, chứ kỳ thực ra cũng là người văn hay, chữ tốt, đạo đức coi dư. Nay tôi tuy mất của nhưng đã lấy lại được. Nếu như mở hộp vàng còn đủ, xin quan lớn hãy tha cho cha con Lê Tấn làm phước. Việc đó là do ông muốn làm phước, ta chuẩn y cho. Cho trách huyện đường xét xử không công minh. Bây đầu, dạ, mời bá hộ tự tay khui niêm, mở hộp nhận lại vàng. Bẩm, chỉ còn 150 lạng. Như vậy đã mất đúng một nửa. Đồ xuất sinh, ngươi tức khắc phải trả lại cho bá hộ Trương Tam 150 lượng vàng. Nếu chậm trễ, ta đóng gồng giam vào ngục tốt. Bẩm quan lớn,
Nếu như gia đình Lê Tấn có túng quẫn, tôi xin cho Đức 50 lạng, gọi là làm phước, còn 100 lạng trả lại cho tôi. Bá Hộ quả là người đại lượng, ta chuẩn y. Bây đầu, dạ, giam Lê Thanh Phượng về ngục, cho Lê Tấn về nhà trả đủ 100 lạng vàng, sẽ cho cha con đoàn tụ. Cha, bẩm quan lớn, bên ngoài có một thầy đồ đệ đơn xin cứu xét vì quan ức. Tại sao quan ta không giải quyết? Bẩm, việc này có liên quan đến tri huyện Chu Quý và lão bá hộ Trương Tam. Thầy đồ tên gì? Bẩm, Lê Tấn. Trước đây được quan lớn mời về phủ, nhưng hắn không bằng lòng. Cho Lê Tấn vào gặp ta. Dạ. Bẩm quan lớn, tôi là Lê Tấn. Có việc quan ức xin quan tên rộng lòng tra cứu, xét xử cho cha con tôi được nhờ ơn đức rộng của quan. Ngươi gặp chuyện gì quan ức, trình tấu cho ta nghe. Bẩm quan, cách đây 3 hôm, vào lúc nửa đêm, có hơn 10 tên gia đình của bá hộ Trương Tam đột nhập vào nhà tôi, nói là tìm kẻ trộm. Bọn họ lọt vào phòng con gái tôi, hô quán là có đồ vật của Trương Tam bị mất ở trong đó. Rồi họ lôi dưới gầm giường ra một cái hộp vuông, sau đó bắt trói cha con tôi, giải đến huyện đường xét xử. Quan huyện xử nhốt con gái tôi và bảo phải trả đủ số vàng 100 lạng mới cho cha con đoàn tụ. Thưa, như vậy là phải. Sao ngươi còn kêu quan? Bay đâu? Dạ. Giam tên này vào ngục, chờ ta xét lại vụ án. Ngươi bẩm với quan ta, lệnh của ta sai xuống bảo quan huyện họ Chu hãy điều phạm nhân Lê Thanh Phượng về phủ gấp. Dạ. Này anh em, hãy nâng chén chúc mừng ông chủ. À, mừng ông chủ của chúng ta được quý. Ôi, ngồi đi, cảm ơn ông chủ để ủng vào co. Chúc mừng ông chủ của chúng ta sống lâu trăm tuổi. Ủa, uống đi. Uống đi đi. Uống nha. Sao ngồi hoài vậy, uống đi chứ. Uống đi. Chú bé, uống đi chứ. Từ đầu tiệc tới bây giờ chén chú vẫn còn nguyên à? Cháu không biết uống rượu. Không biết cũng phải uống. Uống đi. Uống. Nè, thằng nhỏ này không biết uống được, để tao uống. Tao kêu nó uống, cho rồi kêu mày uống. Còn tao thì không kêu nó uống, để tao uống. Không được uống. Hôm nay ta khao thưởng các người là để ăn uống cho vui vẻ, chứ không phải để gây gỗ nhau. Muốn gây gỗ đi ra ngoài. Đại Dương, lên đây đại biểu. Người đem thức ăn vào ngục cho cô Phượng và cho tên cai ngục 2 nén bạc. Chỉ còn một mình ngươi là không sai, vậy phải làm cho xong việc này. Về ta sẽ trọng thưởng. Mai mốt lão già có cô Phượng chắc là sẽ quên em đó. Làm sao ta quên được em? Đừng lo. Tôi sẽ khóa cửa lại, chừng nào xong việc cậu quỷ lớn tôi sẽ dậy. Cô ăn đi, toàn đồ ăn ngon của Trương lão gia gửi cho cô đó. Xét ra trong mọi sự việc đều có diễn tiến. Đã diễn tiến thì ngày hôm qua
không phải ngày nay, ngày nay không phải ngày mai. Cho nên lẽ biến tất thông, tức là nên dùng tư duy trí tuệ đầu tư lấy nó để dẫn dắt sự việc đến chiều hướng tốt hơn. Nay cô cố không ăn uống làm cho cơ thể suy sụp, tinh thần hôn ám. Như vậy chẳng khác nào mặc cho con tạo xây dần. Theo tôi, hành động phản đối của cô chẳng có ích gì, mà còn đồng nghĩa với chấp nhận số phận do bàn tay kẻ khác an bài cho mình. Anh là người có học như vậy, sao lại làm tay sai cho lão già khốn kiếp ấy? Tôi cũng như cô, nhưng cái lòng nhốt tôi là bốn phương trời đất, còn cái lòng nhốt cô là bốn vách tường của căn phòng này. Nếu anh có lòng thương xót cha con tôi, thì tìm cha tôi khuyên giải để ông dời bớt sầu khổ. Còn tôi thì thế như đã chết rồi. Nhờ trời, từ ngày quan vệ nhậm chức ở đây, cả huyện đều làm ăn phát đạt. Nghe nói bà Bá Hộ chích gánh đã lâu rồi. Bẩm quan lớn, tôi bạc phước chịu cảnh phòng không gối lẻ đã 3 năm nay. Sao Bá Hộ không tính đi thêm bước nữa? Dạ. Ngươi ra ngoài và không được cho ai vào. Bá Hộ có điều gì muốn nói? Chẳng giấu gì quan lớn, tôi dẫu có mất mấy trăm lạng đó cũng không lấy làm lo bằng cái cảnh chăn đơn gối lẻ như bây giờ. Thiếu chút nữa tao quên khuấy đi mất. Dạ, bởi quan bận lo trăm việc cho dân. Vậy nay ta giao Lê Thanh Phượng cho Bá Hộ tha hay làm gì tùy ý, nha môn không trách nhiệm nữa. Đội ơn quan lớn, tôi xin về để lo việc áp giải phạm nhân. Đứng lại! Các ngươi khiêng phạm nhân đi đâu? Ai cho phép? Dạ, chúng tôi làm theo lệnh của quan quyền. Vậy hãy mau khiêng củi theo bọn ta về phủ. Trương Tam, tôi xin ra mắt quan lớn. Ông khéo bày vẽ chỗ thân tình nhau, đừng làm dễ. Xin quan lớn vui lòng nhận cho, đây chỉ là việc nhỏ nhoi. Ông đã có lòng thì ta cũng chẳng nỡ từ chối. Vậy này ông cần ta giúp việc gì? Bẩm quan lớn, thiệt tôi cũng chẳng có ác ý gì, chỉ muốn lấy Lê Thanh Phượng làm vợ để hôm sớm lúc về già. Té ra việc chỉ có vậy mà ông làm ta lo nghĩ quá mức. Thôi được, để rảnh rỗi ta sẽ nói hộ nàng ấy giúp ông. Dạ. Bẩm quan lớn, tôi cũng chẳng còn sống bao lâu nữa, xin ngài giúp cho, càng sớm càng tốt. Ông thật là người thức thời. Thôi, cứ an tâm ra về đợi tin vui. Xin đội ơn quan lớn. Dạ, chào quan lớn. Cho dẫn phạm nhân Lê Thanh Phượng lên đây ngay. Dạ. Bẩm đại quan, xin cứu xét việc oan ức của hai cha con tôi. Mở trói cho phạm nhân rồi tất cả tụi bay đi ra ngoài. Quan lớn đã nói nhiều với Bá Hộ Trương Tam, nhưng lão chẳng chịu bỏ qua câu chuyện. Lão ra điều kiện, nếu như nàng bằng lòng lấy lão thì mọi việc kể như xong.
Trâm lạy quan lớn, tuổi tôi chỉ bằng con cháu của lão, sao lại làm chuyện ngược đời? Hơn nữa, xưa nay lão đã quen thói giàu sang, làm nhục nhiều người, nay lại hại đến thanh danh gia đình tôi. Thì dù lão có chín xe mười vàng, hai gia đình cũng không thể hòa thuận với nhau được. Ta muốn xem ý nàng thế nào, chứ ta cũng chẳng ưa gì tên trọc phú đó. Nhưng tạm thời nàng cứ nhận lời, chờ đêm tân hôn ta sẽ có cách cứu nàng thoát khỏi nanh vuốt của tên soái làng đó. Bẩm quan lớn, tôi không thể nào lấy cái tên thô bạo ý được. Không sao, nàng hãy tin ta, ta không bao giờ để nàng sa vào tay bạo ác của hắn, đừng sợ. Tôi nói thiệt nghe, từ thở cha sanh mẹ đến giờ tôi chưa thấy chuyện nào kỳ lạ như lão Trương Tam lấy cô gái mới 18 tuổi làm vợ. Có gì là lạ? Không thấy lão Chu à, cưới cô vợ mới có 16 tuổi, có tiền mua tiên cúng nữa. Mày nghe chưa hết đã cắt ngang, tao nói kỳ lạ là ở chỗ ngay đêm tân hôn, chưa kịp động phòng thì chú rể ngã lăn đùng ra chết vì bị trúng gió. Cô dâu nguyên là con gái của một thầy đồ nghèo xác sơ, bỗng trở thành cô chủ của một gia tài đồ sộ. Mày nói không kỳ lạ? Đại ca, cha con Lê Tấn là người thế nào? Rất trọng lễ nghĩa, có lòng yêu nước, khí khái. Nghe nói quan tuần phủ Trịnh Kiến đã mấy lần mời vào phủ làm việc, nhưng ông ta đều từ chối. Nghe nói vụ hôn nhân này là do sự sắp đặt và hòa giải của lão Trịnh Kiến. Em nghi là lão ta có một âm mưu gì đó về sau này. Anh cũng nghĩ như vậy, khi thấy lão Trương Tam chết một cách đột ngột và rất đúng lúc, nhất là... Đại ca, nhìn kia. Đại ca có biết bọn họ là ai không? Chỉ biết người ngồi giữa, đó là Tôn Đại Nhân, một mưu sĩ ở vùng này. Người to béo ngồi bên phải Tôn Đại Nhân là Quỳnh Đầu, một người có sức mạnh và võ nghệ rất giỏi. Người mặc chuột kia là Dương Gia Sư, quân sư quạt mo của tể tướng Tài Đại Phu. Không biết cả hai kế về miền Nam có việc gì, chắc chắn phải là việc hệ trọng. Gã Tôn Đại Nhân đi chung với bọn họ, chắc là phải có vấn đề. Thôi, ta đi đi. Đại ca về trước đi, em muốn nán lại một chút nữa. Quỳnh Đầu là một tay rất ghê gớm, lão ta nổi tiếng nhờ có sức mạnh như thần. Lão ta cùng Dương Gia Sư về đây, tức là tình hình đã bắt đầu thay đổi. Con phải rất thận trọng, phải cố luyện tập thêm mỗi ngày. Bắt đầu đi. Dạ. Đứng lên, ta không buộc ngươi có hành động như vậy. Thưa sư phụ, đệ tử thật có lỗi. Ai là sư phụ của ngươi? Nhưng kẻ đệ tử. Đừng nói nhiều, hãy theo ta. Hãy đỡ đó.
Dừng tay. Ta mừng cho ngươi, võ nghệ của ngươi bây giờ đã đủ sức để đi lại trên giang hồ. Xin sư phụ nhận cho đệ tử một lại. Ta đã thề không nhận học trò nữa. Nhưng nếu ngươi có lòng nghĩ đến ta thì hãy nhớ những lời ta nói sau đây. Hiện nay trộm cướp nổi lên khắp nơi, lại thêm lũ cường hào ác bá, bọn quan lại thì tham ô tàn ác, dân tình rất khốn khổ. Ta chỉ mong ngươi đem những điều đã học giúp nước, giúp dân. Từ nay, ngươi đừng đến trường võ nữa. Ta sẽ đóng cửa, không dạy ai nữa hết. Nhớ lấy, ta đi đây. Té ra là Đại Dương. Cô cũng có mặt ở đây sao? Chẳng lẽ Đại Dương có quyền cấm ta? Tôi nghĩ chúng ta không thù oán với nhau. Nhưng ta lại muốn biết võ công của Đại Dương đã tiến bộ đến đâu mà cha ta muốn giấu luôn cả ta. Việc ấy không can dự gì đến cô cả. Ngươi cho ta là con nít à? Dĩ nhiên cô đã trở thành một thiếu nữ rồi. Bởi vậy tôi xin cô nên trở về, đừng để sư huynh cô phải chờ đợi. Thưa bà, đây là thơ của quan Tường Phủ gửi cho bà. Người về bẩm với quan lớn rằng bà bá hộ không thể chiều theo ý của ông được. Nếu quan lớn thấy việc trừ trộm cướp là trách nhiệm của quan quân thì ngài hãy làm cho tất cả mọi người, chứ đâu riêng gì ta. Rất tiếc Lê Thanh Phượng này không thể đến hầu quan lớn đêm nay được. Chúng ta đang bị nạn trộm cướp đe dọa. Nếu ai thấy mình không đủ khả năng chống cự lại, cứ tự động rời khỏi nơi đây. Ta không hề có ý oán trách hoặc cản trở. Những người còn lại sẽ họp bàn với ta, tìm biện pháp đối địch với chúng. Chúng tôi sẽ trở lại để cùng bà chủ chiến đấu với trộm cướp. Tốt lắm. Xin cảm ơn tất cả. Bây giờ mọi người hãy trở về với công việc của mình. Có gì mới lạ ta sẽ cho biết sao. Lão Sanh. Dạ. Vừa rồi lão tập hợp đầy đủ những người trong trang trại đi chứ? Dạ thưa bà chủ, đầy đủ ạ. Theo ta biết thì còn một người vắng mặt. Dạ thưa bà chủ, không ai vắng mặt cả. Chỉ có... À, chắc bà chủ định nói tới Đại Dương. Đại Dương là chú bé chăn bò. Nhưng thưa bà chủ, Đại Dương không ở trong trang trại, đến làm từ sáng sớm rồi chiều về. Đại Dương thường cho bò ăn cỏ ở đâu? Thưa bà chủ, ở trên ngọn đồi phía bên phải trang trại. Mẹ uống chén thuốc này sẽ thấy đỡ hơn. Ly, mẹ cần nói chuyện với con. Mẹ tự biết mình không còn sống được bao lâu nữa. Mẹ không uống thuốc nữa đâu. Con cất đi và đỡ mẹ ra bên ngoài. Hãy làm theo lời mẹ, nhanh lên, không còn nhiều thì giờ đâu. Thank you.
Hôm trước, lúc kể cho con nghe về gia thế nhà mình, mẹ đã giấu con một điều. Đó là con còn một người cậu ruột. Ông bà ngoại con sinh được hai người con, đó là mẹ và cậu con. Lúc còn nhỏ, ông ngoại con đã dạy cho cậu con nửa bộ Ngọc Trản Công, còn bà ngoại thì dạy cho mẹ nửa bộ còn lại. Trước khi đi ra biên thùy, ông bà ngoại con đã trao lại cho cậu con và mẹ mỗi người một nửa pho bí kíp. Một thời gian sau, khi mẹ theo cha con về kinh thì được tin cậu con đã mất tích. Và từ đó tới nay, vẫn không có tin tức gì cả. Hang động chúng ta đang ở là của cậu con. Cậu con tên là Nguyễn Tú Việt. Đây là một viên ngọc vô cùng quý báu, vì nó có thể trừ khử được hàng trăm loại độc. Con hãy luôn luôn cất nó trong mình. Con hãy nhớ lấy một điều: ông bà ngoại, cha mẹ, suốt cả đời vì dân vì nước. Mẹ, bây giờ con hãy đỡ mẹ đứng lên. Mẹ sẽ dạy cho con thế Ngọc Trản Công thứ 9, và cũng chính là thế cuối cùng. Mẹ đang mệt, hãy để lúc khác cũng được. Mẹ sợ không còn lúc nào khác nữa con ạ. Con hãy làm theo lời mẹ, như con đã từng làm. Không được trả thù, hãy lấy việc lớn làm trọng. Nhưng hôm nay, con xin phép làm trái ý mẹ một lần. Con phải đi tìm lão Trịnh Kiếm trước khi đưa mẹ nằm yên dưới mộ. Bẩm sư bá, con vừa được tin Tuần phủ Trịnh Kiếm đã chết rồi. Ai vậy Đà Phật? Quan Tuần phủ chết vì lý do gì vậy? Bẩm sư bá, người ta nói là Trịnh Kiến chết vì bị một người đàn bà bán bánh đánh trọng thương cách đây 5 năm. Nhưng đến giờ vết thương mới dở ra. Chuyện này sư bá có biết không? Người đàn bà đó là Nguyễn Tú Xuyên, con một vị quận chúa. Chồng bà ta là Trần Bình, một võ quan chánh trực, yêu nước, nên bị tể tướng Tà Đại Phu hãm hại. Cả hai phải bỏ trốn về miền Nam, giả dạng dân thường. Chồng làm nghề thợ rèn, vợ bán bánh. Theo lời đồn đãi vào lúc đó thì Trịnh Kiến thấy Tú Xuyên có nhan sắc nên chọc ghẹo. Không ngờ Tú Xuyên là một tay võ nghệ cao cường nên xảy ra trận ác đấu. Cuối cùng là cả hai đều bị trọng thương. Tú Xuyên sau đó mất tích luôn. Trần Bình và người con trai khoảng 15 tuổi đều bị quân lính của Trịnh Kiến giết chết sau đó. Thật là quân dã man tàn ác. Tạ Đại Phu còn rất nhiều tay chân gian ác như Trịnh Kiến. Ta rất muốn biết ai sẽ thay thế Trịnh Kiến làm quan tuần phủ. Bẩm sư bá, ngày mai chắc sẽ có nhiều người đi xem đám tang của Trịnh Kiến. Sư bá cho cháu đi, cháu sẽ lẫn vào trong đám đông để nghe ngóng. Được, nhưng cháu phải thật thận trọng. Thank you.
đèn tắt rồi á. Mày vào thách tiếp đi. Mày được đại quan nước sống bao nhiêu ân huệ, sao lúc này không chăm sóc thi hài để ông vui lòng về nơi chính suối? Bình Nhật đại quan hứa rất nhiều, nhưng có cho ai thứ gì đâu. Vậy hay để ông nằm một mình nhang đèn làm quái gì? Ngủ quá. Tao ngủ trước, chút nữa dậy canh cho mày ngủ nha. Thank you.
tìm kiếm, rốt cuộc ngươi cũng bị chết về tay của mẹ ta. Hôm nay ngươi được nằm đây toàn thây là may mắn lắm rồi. Đừng nên quán trách gì ai nữa. Thiếu Hoa, em làm gì ở đây? Thì ra đại ca không chết như lời đồn đại trên giang hồ. Em là người duy nhất biết về cuộc đời của anh. Mong em hãy giữ kín, vì anh còn nhiều việc phải làm, chưa tiện xuất đầu lộ diện. Đại ca định đi đâu? Đi tìm ông cậu ruột của anh. Đó là một trong những việc mà mẹ anh muốn anh làm. Em đi theo đại ca được không? Không được đâu. Em quen sống sung sướng rồi, theo anh sẽ không chịu nổi sự cực khổ. Hơn nữa, em còn có gia đình, không nên để lại sự lo lắng cho người thân yêu của mình. Chừng nào gặp lại đại ca? Anh sẽ báo tin cho em biết. Làm sao biết được là tin của đại ca? Tin nào có ký chữ Tây Sơn Hiệp Khách, đó là của anh. Anh đi đây. Trần Lý đại ca, xin bảo trọng. Bảo trọng. Vùng này xảy ra chuyện gì mà dân làng bỏ đi hết vậy lão bá? Chắc tiểu huynh đệ ở đây khác đến nên không biết.
Trước kia cháu ở đây, nhưng đã bỏ đi mấy tháng nay mới quay trở lại. Hảo đạo, tiểu huynh đệ không hay biết gì. Cách đây mấy ngày, một bọn cướp quần áo đen, bịt mặt bằng khăn đen, không biết xuất phát từ đâu, đã đến vùng này. Cướp của, giết người, hãm hiếp đàn bà con gái rất dã man. Mới đêm hôm qua, bọn chúng giết sạch cả xóm An Bình, không còn một người sống sót. Nghe đồn là đêm nay, chúng sẽ đến xóm An Nhân, nên dân làng bỏ đi hết. Thế lính của quan phủ và quan huyện không ra tay dẹp loạn à? Các quan thì có bao giờ biết cái gì đã xảy ra bên ngoài phủ huyện đâu. Xóm An Nhân ở đâu lão bá? Ở bên kia triền núi. Người là ai? Muốn chết sao dám cản đường chúng ta? Chắc người tới số rồi. Được, nếu muốn chết, ta cho người được tội nguyện. Đại nhân xin vào ý kiến. Tiểu nhân xin tham kiến đại quan. Miễn lễ. Bọn người ra ngoài và không được cho ai vào. Quỳnh đầu xin ra mắt đại quan. Tân thuần phủ cho nên thủ lễ quá vậy. Chúng ta hãy ngồi nói chuyện với nhau để tránh tai mắt mọi người. Xin tôn đại nhân thứ lỗi. Kể từ nay Quỳnh đầu sẽ là người dưới trướng của đại nhân. Thưa đại nhân, ngài có thư của vương gia sư. Vương gia sư muốn ta hợp cùng tân tuần phủ, tiểu trừ bọn chống đối ở miền Nam. Tôi mới về nhậm chức, chưa nắm vững tình hình. Mọi việc trông nhờ vào sự chỉ giáo của đại nhân. Dường như chúng ta đang gặp phải một trở ngại ghê gớm. Tuần phủ hãy hội ý với thân đại xem. Tôi sẽ đi ngay đêm nay. Tuần phủ phải thật thận trọng, không được để xảy ra một sơ suất nào. Tuân lệnh. Tôi tưởng lâu lắm chúng ta mới gặp nhau. Tôi rất nóng lòng muốn gặp thân huynh để bàn việc. Mời. Thân huynh ở chỗ chẳng kém gì Vinh Tà đại quan. Mang trạm ma trà ra đây. Quỳnh huynh đến chắc là phải có việc cơ mật. Các người đi ra ngoài. Vương gia sư hạ lệnh cho chúng ta phải hành động ngay, vì phía bên kia không thể chờ đợi lâu hơn. Nhưng có hai con đây nữa này cô. Em có biết người đó là ai không? Hắn là Tạ Dư Chính, con quan tể tướng Tạ Đại Phu đó. Chúng ta mau tránh hắn đi. Việc gì phải tránh hắn? Ừ.
cô kia, Tạ công tử đâu? Cô em không nên vô lễ công tử của ta. Người đẹp không nên lỗ mãng như thế. Nếu nàng có bản lãnh, hãy đến ngôi chùa có thờ tượng Di Lạc ở ngoài thành, chúng ta nói chuyện với nhau. Lúc ở kinh đô ta có nghe tiếng tâm của cha nè, nhưng không chắc cho lắm. Nếu nàng chống đỡ nổi ba chiêu của ta, coi như lời đồn đãi về tài năng của Đào Hiếu Quá không sai. Mày tiểu cẩu, như tưởng ta để sợ cái hương danh của mi lắm sao? Nếu nàng có ý chống lại ta thì sẽ tiếp tục bị như thế. Để lấy lại bình tĩnh trong tâm hồn, lần sau nên tránh những tên như Tạ Diêu Chính. Cảm ơn đại dương. Tuy đại ca che mặt, nhưng Hồng Phương này không bao giờ quên được giọng nói của đại ca. Chắc đại ca ghét em lắm phải không? Như tôi đã nói với cô nhiều lần, giữa tôi và cô không có gì để phải thù hằn nhau. Bây giờ cô hãy bảo trọng, tôi đi đây. Đại Dương, đại ca có thể ở đây với em một lúc nữa không? Rất tiếc là tôi phải đi, tôi không thể làm gì được hơn của Hồng Phương. Đại ca thật là kẻ tàn nhẫn. Kẻ tàn nhẫn không phải là tôi, xin cô hiểu cho. Người quân tử túng phải biến, lúc buồn phải tìm cách khuây khỏa cho vui. Cần chi phải mang bên mình cái chẳng thể cô mang được để suốt ngày buồn rầu. Thưa đại nhân, tôi không thể vui được. Trước đây đại nhân có hứa tác hợp Đào Hồng Phương cho tôi để tương kế tự kế, thay ngôi đổi chủ. Quả không sai, nhưng tôi thấy việc làm của Tạ Dư Chính rất tai hại cho chúng ta nhiều. Công tử thấy thế nào? Tạ Dư Chính ô nhục Hồng Phương sẽ gây tác hại đến việc làm của tôi. Hiện nay cao đồ của Đào Hiếu đang giữ nhiều chức vụ quan trọng của triều đình, nếu họ hay tin chắc chắn họ sẽ phản đối và gây trở ngại cho việc làm của chúng ta không ít. Đúng là công tử không thấy được cái kế nhất cử lưỡng tiện của Vương Gia Sự. Nếu không nhử cọp ra khỏi hang thì làm sao giết được cọp? Tạ đại nhân muốn cho chúng ta nhìn nhận tận mặt những kẻ chống lại đại sự, để đằng trong có chúng ta tiêu diệt, đằng ngoài có ngài định đoạt. Trong việc nhờ có đại nhân chỉ giáo, nếu không tôi đã lầm to. Tuy nhiên mong đại nhân nhớ lời đã hứa. Công tử cứ yên tâm, Hồng Phương rồi sẽ về tay công tử. Bẩm sư bá, con đã nghe ngóng khắp nơi nhưng vẫn không được tin gì về người đã hạ 11 tên cướp áo đen ở xóm An Nhân, vì không một người nào được chứng kiến. Còn về người đã hạ con trai lão gian thần, theo những người được chứng kiến thì đó là một thanh niên mặc toàn đồ đen và cũng bịt mặt bằng khăn đen. Thanh niên đó võ công rất cao và thủ pháp thì thật nhanh nhẹn.
A-di-đà-phật. Thiện tai, thiện tai. Không hiểu con trai lão danh thần về Việt Nam để làm gì. Ta rất muốn biết hắn gặp gỡ những người nào, thăm viếng những nơi nào. Con có thể làm việc đó được không? Bẩm sư bá, con sẽ cố gắng hoàn thành những gì sư bá giao phó. Con nghe đây, Chiêu Hùng Quán là nơi các anh hùng tú tài của mình, là nơi được thấy tận mắt những tinh hoa của võ học, là nơi những nữ chủ nhân của nó mong tìm được Đức Lan Quân tài hoa. hay quá, những nữ chủ nhân của Chiêu Hùng Quán phải xinh đẹp lắm. Chúng ta hãy kéo nhau đến đó để xem. Đi. Đẹp nào. Bốn phương, Chiêu Hùng Quán chúng tôi hôm nay được hân hạnh đón tiếp quý vị anh hùng, thật là vạn hạnh. Mục đích của Chiêu Hùng Quán là để kết bạn, cũng là để nhị vị chủ quán chúng tôi kiếm được Đức Lan Quân tài đức vạn toàn. Trước hết chúng tôi xin giới thiệu nhị vị chủ quán. Đệ nhất chủ quán là Vân Đại Nương, năm nay 19 tuổi. Đệ nhị chủ quán là Vân Nhị Nương, 18 tuổi. Chắc là hai chị em ruột. Điều lệ của chúng tôi thật dễ dàng. Quý vị chỉ cần bước lên đây, ngồi vào chiếc bàn này, chúng tôi sẽ mời quý vị thưởng thức bồ đào mỹ tửu. Thứ rượu hiếm quý này đã được cất trên 100 năm. Sau đó xin cho biết là quý vị muốn so tài với đệ nhất hay đệ nhị chủ quán. Nhưng chúng tôi cũng xin lưu ý quý vị, đao kiếm không có mắt. Trong khi giao đấu, nếu có xảy ra chuyện gì, xin quý vị đừng trách chúng tôi. Ngoài ra, khi quý vị thua cuộc mà muốn bảo toàn tánh mạng thì phải tự chặt một cánh tay. Xin quý vị hãy bình tâm. Chúng tôi đã nói trước, sự việc có thể xảy ra, và tất cả quý vị cũng đã đồng ý. Vân Nhị Nương, tại sao ngươi lại hành động như vậy? Ngươi muốn chết hả? Trần Lý đại ca đã quên em rồi sao? Gặp lại em, anh mừng quá không nói được.
Ê, đại ca, anh làm cái gì kỳ vậy? Cái gì mà kỳ? Lâu ngày anh em ta không gặp nhau, đại ca cao hứng ôm em không được sao? Em đâu phải là một cô nương. Mà này, nếu bây giờ em giả gái, chắc còn đẹp gấp trăm lần các tiểu thư khuê các. Đại ca, nếu đại ca còn nói bậy nữa, em đi khỏi đây ngay. Được rồi, đại ca không đùa nữa, ta ngồi xuống đây nói chuyện. Làm sao Thiếu Hoa biết anh đến đây mà tìm? Em theo đại ca từ Chiêu Hùng Quán. Đại ca có phải là người đã hạ bọn cướp ở xóm An Nhơn không? Đúng là đại ca. Chỉ trong vòng mấy tháng, trở lại miền Nam mà đã bao nhiêu đổi thay. Thiếu Hoa, em biết đằng sau Chiêu Hùng Quán là ai không? Em không biết chắc, nhưng bọn chúng ngang nhiên mở Chiêu Hùng Quán ở phủ này thì phải liên quan đến tên Tuần Phủ Quỳnh Đầu. Tên này thật thâm độc. Cũng chỉ là người thừa hành thôi. Chủ chốt là lão thần Tạ Đại Phu và tên gia sư họ Dương. Nghe nói cao đồ của võ sư Đào Hiếu hiện đang làm quan tại triều. Chỉ có một chữ nhị. Đại ca có định đến đó không? Phải đi chứ. Cho em theo chứ. Không nên. Trong thư đã nói chỉ đón tiếp một mình đại ca thôi. Chừng nào gặp lại đại ca? Ngày mai đại ca sẽ đến Di Đà Tự tìm em. Xin chào công tử. Công tử quả là người đúng hẹn. Nếu không ngại, xin mời công tử theo tôi. Không có gì phải ngại cả. Mời Vân Dĩ cô nương dẫn đường. Mời công tử. Mời công tử ngồi đây. Trong giây lát, công tử sẽ hiểu mọi chuyện. Mời công tử dùng trà. Xin kính chào ân nhân. Vị vị hãy đứng lên. Chắc ân nhân không nhớ, năm xưa chúng tôi đi trộm bò được ân nhân rộng tình tha mạng. À, ra là vị vị. Xin mời ân nhân ngồi, chúng tôi sẽ thưa hết mọi chuyện để ân nhân rõ. Tôi tên là Lê Khang, mong được Vân Dĩ nương chỉ giáo thêm. Xin mời công tử. Tôi che mặt mà quý vị vẫn biết rõ, xin bái phục. Không dám, cũng vì lòng biết ơn mà anh em chúng tôi đã quyết tâm tìm cho bằng được ân nhân. Thì ra quý vị là... Chúng tôi là ba anh em ruột. Tôi tên là Đoàn Phi, em thứ hai tôi là Đoàn Phi Yến, và em út là Đoàn Khánh. Vậy ra tên Vân Dĩ nương không phải là tên thật của cô nương. Xin công tử lượng thứ, tôi một lòng phải dùng cái tên đó. Chỉ một lát nữa thôi, ân nhân sẽ hiểu rõ mọi chuyện. Hiền đệ, vào đưa Vân Dĩ nương ra đây. Dạ.
Từ ngày được ân nhân tha mạng và khuyên răn, anh em chúng tôi đã đến chiếm cứ ngọn Hùng Phong này, quy tụ một số anh em đồng chí hướng, cốt chỉ để xóa bớt sự bất công, lấy của nhà giàu cho kẻ nghèo khó, đánh bọn cường quyền ỷ thế bắt nạt dân đen, mong ngăn ngừa bớt bọn loạn quan làm điều tàn ác. Không ngờ đại chủ lại là người có chí lớn như vậy. Tôi xin bái phục, bái phục. Hãy xem kìa. Bây giờ thì chắc ân nhân đã hiểu rõ được phần nào. Nàng đó chính là Vân Nhị Nương, con gái quan phó soái của phía bên kia. Còn Vân Đại Nương là con gái quan Trì Điện. Nhờ người của quan tư chính báo cho biết, Vân Nhị Nương sẽ được bí mật đưa qua biên giới, rồi về thẳng miền Nam, gặp lão Tuần Phủ Huỳnh Đầu. Đại ca đã ra lệnh cho tôi phục bắt được cả bọn. Lúc đó tôi chỉ có ý định làm tan rã kế hoạch của Huỳnh Đầu. Không ngờ khi bắt được bọn kia, thấy Vân Nhị Nương giống em gái tôi nhiều lúc, nên tôi đã tương kế tụ kế. Vân Đại Nương là con gái quan Trị Điện, Vân Nhị Nương là con gái quan phó soái phía bên kia. Như vậy những người đứng đằng sau vụ này không thể ở cấp nhỏ như lão Tuần Phủ Quỳnh Đầu được. Ý kiến của đại chủ như thế nào? Đối với những việc lớn như thế này, thật là ngoài sức hiểu biết của anh em chúng tôi. Nay đã có ân nhân ở đây, tôi xin nhường chức trại chủ lại cho ân nhân. Trại chủ đừng nói vậy. Tôi là kẻ giang hồ, nay đây mai đó, không thể ngồi yên một chỗ được. Hơn nữa, để tôi ở ngoài có lợi hơn. Nếu trại chủ cho phép, tôi sẽ dùng nơi đây làm chỗ liên lạc. Có việc lớn, chúng ta cùng nhau hành động. Ân nhân đã dạy vậy, chúng tôi xin nghe theo. Đoàn cô nương chắc biết rõ đường lối ra vào phủ đường. Tiểu muội biết rất rõ. Nếu công tử cần, tiểu muội sẽ xin hướng dẫn. Xin đa tạ trước, nếu cần tôi sẽ xin được cô nương giúp đỡ. Hai vị là nhập sức định vây sát. Anh em chúng tôi chẳng ngại khó nhọc, lại chủ nhân đang lo lắng, người muốn lừa quân vô miền Nam. Nhưng tình hình trong lo, cho đến hiện giờ họ Tôn vẫn chưa làm chủ được tình thế. Có vậy sao? Việc ấy vẫn không đáng lo. Hiện nay hầu hết lớp quan trực trấn nhập phía Nam đều được Tạ Đại quan thay bằng lớp người của ta. Còn các đảng cướp bóc giặc giảnh và bọn hảo hán ngu đần thì đang bị tiêu diệt gần hết. Dương gia sư chớ lên chủ quan. Anh em tôi xem xét tình hình trong ấy thật bất ổn. Chiêu Hùng Quán đã bị dẹp tan, Dân Lại Lương và Lộc Nhãn thì bị giết chết, Dân Nhị Nương thì mất tích. Thật ra việc lập Chiêu Hùng Quán là cái bẫy của chúng ta để tiêu diệt lực lượng đối đầu, truy tầm gã thanh niên quấy rối mới xuất hiện. Tuy ta có thiệt hại, nhưng đã biết được tung tích của gã thanh niên kia. Hắn là ai vậy? Hắn tự xưng là Tây Sơn Hiệp Khách. Xin chào Lý đại gia. Đứng lại. Lý đại gia, chúng tôi ở trong thành mà. Dạ, đại quan. Đứng lại. Tên họ, quê quán, vào thành để làm gì? Tên Vương Đại, quê quán huyện. Đại ca, đại ca đến sớm, em không kịp ra đón, thật là thất lễ. Thì ra công tử đây là đại ca của Đào cô nương. Tôi không được biết trước, xin cô nương thứ lỗi. Tôi đưa đại ca tôi vào thành được chứ? Được được, ai chứ người nhà cô nương, xin mời, xin mời. Xin đa tạ Lý huynh. Không dám, xin mời cô nương. Đứng lại. Đại ca thật là liều lĩnh, trong thành toàn lính của quan Tuần Phủ ngày đêm lùng bắt đại ca. Tuy bọn chúng không biết mặt đại ca,
Nhưng có người lạ vào thành là chúng bắt ngay. Đa tạ cô nương đã giúp đỡ, nhưng tại sao cô nương không báo cho quân lính biết tôi là ai? Đại ca, đến giờ này đại ca vẫn không hiểu gì về em. Nếu không thân thiện với bọn quan lính phủ thì làm sao em biết được một tin hết sức hệ trọng mà đại ca đang muốn biết? Nếu vậy tôi thật có lỗi với cô nương. Chẳng hay cô nương đã biết được tin gì? Kế hoạch đại vận lương về triều đình của Dương gia sư đang được tuần phủ Quỳnh Đầu gấp rút cho tiến hành trong vài ngày tới đây. Đào cô nương có biết rõ kế hoạch đại vận lương sẽ tiến hành như thế nào không? Hiện giờ thì chưa, nhưng đến tối mai em có thể cho đại ca biết. Đại ca, chúng ta nên chia tay ở đây. Tối mai em sẽ gặp đại ca ở miếu Thổ Thần. Đại ca nên thận trọng. Tôi sẽ đợi cô nương ở đó. Việc chú Hán tự ấy đã bị nhiều vết thương trên mình và bắt đầu đuối sức. Ta liền nhảy vào đánh đuổi bọn chúng đi và cứu chữa Hán tự. Nhưng vì những vết thương quá nặng, Hán tự ấy mất rất nhiều máu nên không qua khỏi. Trước khi nhắm mắt, Hán tự cố dùng những tàn lực cuối cùng cho ta biết y tên là Nguyễn Tú Việt. Những tên đánh y là lính của Tạ đại phu. Y trao lại cho ta một cái bao nhỏ bằng gấm và căn dặn ta hãy cất giấu một nơi thật bí mật và khẩn cầu ta để tâm tìm kiếm đứa cháu của y tên là Trần Lý, con trai của Trần Bình và Nguyễn Tú Xuyên. Khi nào tìm được thì trao cái bao gấm lại cho Trần Lý. Đại ca hãy bớt ưu phiền để lo việc lớn. Trước khi về kinh, Từ Ân hòa thượng nhờ hiền để tìm ta. Vậy lão tăng có nói cho hiền đệ biết chỗ cất giấu cái bao gấm không? Có, ở dưới chân đèn dược sư nơi đại hùng bổ điện. Ngọc Trảng thần công. Chúc mừng đại ca. Đến đây làm gì? Đáng lẽ anh hỏi em câu đó mới đúng. Tôi đến đây làm gì là việc của tôi, sư huynh không có quyền hỏi. Hồng Phương, sao lúc nào em cũng gay gắt với anh vậy? Tôi đã nói với sư huynh bao nhiêu lần rồi là chúng ta nên giữ tình bạn, sư huynh đừng đeo đuổi tôi nữa. Thôi được, nếu sư muội đã quyết ý như vậy, sư huynh xin nghe theo. À,
Sư huynh, không ngờ anh lại. Hồng Phương, chỉ còn cách làm cho ván đã đóng thuyền thì sư muội mới chịu lấy ta. Không ngờ Cao Đạt lại là một tên hèn hạ vô liêm sỉ đến thế. Ai? Cao Đạt, để mặt sư phụ ngươi là đào hiếu, ta tha cho lần này. Nếu còn hành động như vậy nữa, ta sẽ lấy đầu ngươi. Hồng Phương cô nương đã tỉnh rồi, cô nương có thấy mệt không? Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây? Công tử là... Tôi là Thiếu Hoa, đây là chỗ ở của Đại Dương. Đại Dương đại ca? Đại ca hiện giờ ở đâu? Công tử là gì của Dương đại ca? Tôi là em kết nghĩa của Đại Dương. Đại ca tôi hiện giờ đang ở trong thạch động luyện công. Đại ca tôi có dặn, khi cô nương tỉnh dậy thì cho cô nương hay là hãy ở tạm nơi này vài ngày, không nên về tiểu trấn. Đợi đại ca tôi luyện công xong sẽ tính. Công tử đã bắt được Lê Khang. Khá lắm. Rồi ngươi sẽ được. Ngươi chuẩn bị cho ta tra xét phạm nhân. Tuân lệnh. Dạ. Còn lão hòa thượng Từ Ân thì coi như bị giam lỏng trong hoàng cung. Còn lại những tên khác không đáng kể, ta sẽ từ từ tiêu diệt. Duy chỉ còn tên bịt mặt thật đáng lo ngại. Qua tù phủ có tìm thêm được tin tức nào không? Bẩm công tử, tôi vẫn đang cho người lùng kiếm, nhưng hành tung của tên này thật là bí mật. Kế hoạch Đại Vận Lương đã bàn kỹ với thân đại chưa? Bẩm công tử, tất cả đã được bàn tính rất chu đáo. Bẩm công tử, Vân Nhị cô nương đã trở về. Vân Nhị nương đã về rồi hả? Ngươi mời cô nương vào đây ngay. Tạ công tử. Quỳnh đại nhân, xin chào. Chúc mừng cô nương đã trở về. Xin mời vào. Mấy ngày nay cô nương đi đâu để tạ công tử lo lắng quá chừng? Có phải cô nương bị tụi chúng bắt không? Xin công tử và đại nhân thứ lỗi, vì tôi bỏ đi mà không báo trước. Thật ra lúc đó ở Chiêu Hùng Quán không còn một người nào của ta, tất cả đều bị chúng hạ. Một mình tôi không làm gì được. Tôi nghĩ chỉ còn một cách là tạm lánh mình, để theo dõi tên bịt mặt, xem hắn là ai, thuộc môn phái nào. Diệu kế, cô nương thật là một người thông minh tài trí. Đa tạ công tử quá khen. Rồi Vân cô nương có biết được hắn là ai không? Tôi theo hắn đến một cánh rừng gần ngọn Hùng Phong thì hắn biến mất. Trong mấy ngày qua tôi quanh quẩn ngọn Hùng Phong nhưng không thấy hắn xuất hiện, nên tôi trở về để báo cho công tử và đại nhân hay. Ngọn Hùng Phong nằm ở đâu? Và thuộc địa hạt? Và thuộc địa hạt cai quản của tri huyện Chu Quý. Việc này phải nhờ đến thân đại mới được. Dạ. Cô nương định ở lại đây hay trở về bên đó? Tôi định ở lại đây cho đến khi nào tìm được tên tiểu tử kia. Ai?
Thiếu Hoa, em đừng hồ đồ. Cô nương đây là Đoàn Phi Yến, một nữ hiệp trá hình Vân Nhị. Nếu vậy, tôi thật có lỗi với nữ hiệp. Xin nữ hiệp bỏ qua cho. Tôi cũng xin lỗi công tử. Tôi cũng xin nữ hiệp tha lỗi. Không dám, xin hai vị đừng nữa. Đây là Thiếu Hoa, em kết nghĩa của tôi. Còn đây là Đào Hồng Phương của nương. Còn tôi là Đoàn Phi Yến, hân hạnh được biết nhị vị. Công tử, tôi có một tin rất rộng, muốn cho công tử hay. Lý Khang, nếu muốn bảo toàn tính mạng thì ngươi hãy khai ngay, tin được mặt lại. Quân cẩu tặc, ngươi đừng hòng áp đảo được ta. Ta không biết vị anh hùng đó là ai, dù ta có biết cũng chẳng bao giờ nói cho tên giặc bắn nước như ngươi nghe. Tạ công tử, tôi thấy ta không nên dùng cực hình với tên này, mà hãy phao tin hắn đã bị ta bắt, rồi ta bố trí người ở đây chờ đồng bọn hắn đến thì hay hơn. Diệu kế, diệu kế. Vân cô nương thật là người tài trí vô song. Qua thủ phủ, ông nghĩ thế nào? Bẩm công tử, diệu kế của Vân cô nương thật là nhất cử lưỡng tiện. Nếu vậy, quan tuần phủ hãy cho thi hành ngay kế của Vân cô nương. Tuân lệnh. Tánh mạng của Lê Khang tạm thời không có gì đáng lo ngại nếu chúng ta chưa tiến vào phủ được. Đại ca, kế hoạch đại vận lương của lão Quỳnh Đầu theo những tin tức tiểu muội thu lượm được thật là quan trọng. Nếu chúng ta phá vỡ được kế hoạch này thì coi như chặt đứt hết chân tay của lão văn thần Tạ Đại Phu, và có thể làm cho lão bị tội với triều đình. Có điều là cho tới giờ chi tiết của kế hoạch đại vận lương ta vẫn chưa nắm rõ hoàn toàn. Công tử, đoàn vận lương gồm tất cả 10 xe bò sẽ khởi hành vào ngày rằm đi về hướng bắc. Khi đến thung lũng Hà Giao, chúng sẽ đốt 3 pháo lệnh. Một bọn cướp hắc y bịt mặt sẽ từ hai bên khe núi tràn ra. Bọn hắc y sẽ đánh nhau với quân lính, và cuối cùng quan quân sẽ tháo chạy để bọn hắc y cướp toàn bộ số lương thảo. Bọn hắc y sẽ đem số lương thảo đi đâu? Cô nương có nghe bọn chúng nói không? Không, nhưng thỉnh thoảng bọn chúng nhắc đến một người nào đó tên là Thân Đại, và cuối cùng tiểu muội thấy tên Tạ Như Chính đưa cho mỗi người một tấm thẻ bằng đồng. Vì ở xa nên tiểu muội không nhìn rõ trên tấm thẻ có cái gì. Phải tấm thẻ như vậy không? Đúng hệt như vậy. Sao đại ca lại có được tấm thẻ này? Ta lấy được trong mình tên cầm đầu bọn cướp bịt mặt ở xã An Nhân. Đại ca, tên Hân Đại và đoàn cô nương nghe bọn chúng nói chính là quan võ tướng coi toàn bộ thị vệ trong cung nội. Đoàn cô nương, trong cuộc họp có tên Lý Tứ không? Có. Nó có được phát một tấm thẻ bằng đồng không? Có. Đại ca, Lý Tứ là một tên hiếu sắc. Đại ca để em trở về tiểu trấn, em sẽ có cách làm hắn phải khai hết bí mật của tấm thẻ đồng đó. Cô nương trở về tiểu trấn, tôi e rằng tên Cao Đạt sẽ không để cô yên. Công tử yên tâm, tiểu muội sẽ bảo vệ cho đào cô nương. Tên Cao Đạt rất nể về tiểu muội. Được rồi, chúng ta cứ y vậy mà làm. Từ đây tới ngày rằm còn 8 ngày, tôi và Thiếu Hoa sẽ về núi Hùng Phong. Chúng ta sẽ gặp nhau ở đó. Đoàn cô nương, đào cô nương, xin bảo trọng. Công tử bảo trọng. Đại ca bảo trọng. Thiếu công tử, sẽ gặp lại. Đại ca có nhận thấy cả hai cô này đều chết mê chết mệt đại ca không? Thiếu Hoa, em lại nói bậy nữa rồi. Em hỏi thật nghe, nếu bây giờ em biến thành cô gái thì đại ca thương ai nhất? Nếu em biến thành cô gái thì đại ca cưới em ngay. Đại ca lại nói bậy rồi. Cái này đẹp hơn nè. Lấy cái này đi. Tụi bay rút ngay về phủ để dân chúng đi lại tự do. Bẩm Lý đại gia, kể cả những tên lạ mặt à,
không hỏi han gì hết, rút về phủ ngay. Xin tuân lệnh. Lý đại ca. Xin chào, Đào cô nương đi đâu sớm vậy? Tôi đi tìm đại ca đây. Cô nương cần gì, Lý Tứ này cũng xin làm ngay. Tiểu muội có một việc nhỏ muốn nhờ đại ca. Đừng nói việc nhỏ, dù cho việc lớn tới đâu, Lý Tứ này cũng xin vì cô nương mà làm ngay. Đa tạ, đại ca thật là người tốt bụng. Nói đùa thôi, chứ tiểu muội muốn mời đại ca đi ăn với tiểu muội để tạ ơn hôm trước đã cho người bà con vào thành. Đa tạ cô nương, thật là vinh hạnh cho Lý Tứ này. Vậy là đại ca nhận lời. Chúng ta đi đi. Lý đại ca, mình đi đi. Đi hả? Dạ đi. Đoàn cô nương mời trại chủ và quý vị vào bàn việc cơ mật. Xin mời. Công tử, thiếu công tử, đại ca, thiếu công tử, đoàn cô nương, đào cô nương, đào cô nương. Xin mời tất cả ngồi. Bọn cướp hắc y bịt mặt chính là thị vệ. Chúng có khoảng chừng 50 tên, hiện án ngữ ngọn Thiên Sơn phía bắc thung lũng Hà Giao. Chỉ huy bọn chúng chính là tên võ quan Thân Đại, tấm thẻ bằng đồng dùng để vào Thiên Sơn. Thật là một âm mưu thâm độc. Bè lũ lão văn thần họ Tạ tổ chức vụ cướp lương thảo của triều đình, nhất định là để nuôi quân ngày gần đây. Lão Tạ đại phu đúng là tên giặc bán nước, rước do về dày mồ. Công tử, bây giờ mình tính sao? Ân nhân, lâu la của tôi cũng gần 50 người, hay là chúng ta kéo thóc sang ngọn Thiên Sơn dẹp tan bọn thị vệ? Không được, giao tranh thì phải có thương vong, mà trong lúc này ta đang rất cần củng cố lực lượng. Theo thiện ý của tiểu muội thì mình nên dùng kế gậy ông đập lưng ông. Tôi và thiếu hiền đệ sẵn ngoài bìa rừng Thiên Sơn, khi tôi và thiếu hoa giao chiến với tên Thân Đại thì đoàn cô nương cùng với đào cô nương mang rượu thịt lên Thiên Sơn, nói là của Tạ công tử khao thưởng anh em trước khi ra quân. Ân nhân, còn tôi và nhị đệ sẽ làm gì? Trại chủ và trại phó âm thầm dẫn quân bao vây Thiên Sơn. Nếu trường hợp dụng văn không được thì ta dụng võ. Vân cô nương có biết Tạ công tử cho đòi lão về phủ để làm gì không? Theo tôi thì có lẽ Tạ công tử muốn bàn thêm với lão bá về kế hoạch đại vận lương cho ngày mai. Tạ công tử tuy còn nhỏ tuổi mà đã tỏ ra là người có mưu trí, đảm lược và thận trọng. Còn Vân cô nương chừng nào mới trở về bên đó? Xong vụ đại vận lương tôi sẽ về ngay. Thì ra ngươi là tên tội phạm mà phủ đường đang truy lùng.
hôm nay người dẫn xác tới đây kể như mạng người đã tới số rồi đó. Vân cô nương hãy đứng yên đây, nhìn lão phu lấy đầu tên này. Dừng tay! Đoàn cô nương, hãy để tên gian thần này cho tôi. Thân đại, nếu ngươi tránh được một giáp kiếm tàn ngang dọc giang hồ mấy mươi năm, nhưng chưa từng thấy ai cao ngạo như ngươi. Đoàn cô nương hãy cùng Đào cô nương đến Thiên Sơn ngay đi, tôi sẽ lo cho thứ đệ. Dạ, tiểu muội đi đây. Luôn luôn cất trong mình, nó có thể trường khử hẳn. Bỏ. Xin lỗi tiểu muội, đại ca vô tình không biết em là tiểu muội. Là con gái quan Tư Chính Nguyễn Trung, vì lãnh mình tị nạn nên phải cải nam trang. Đại ca có giận em không? Đại ca không giận mà lại còn vui mừng vì được kết nghĩa với ái nữ của một vị trung thần. Bây giờ biết rồi, đại ca có còn thương em như thương thiếu hiền đệ không? Thương nhiều hơn. Còn Đào cô nương và Đoàn cô nương? Đại ca chẳng có gì với hai vị cô nương đó cả. Tiểu muội, chúng ta trở về Hùng Phong đi. Ngươi lên trước chuẩn bị. Tuân lệnh. Thank you.
làm như vậy? Tiểu bội, hãy tha thứ cho sự huynh được chết trong dòng tay tiểu bội là sự huynh mãn nguyện lắm rồi. Tiểu bội thưa lại chơi sư phụ là sư quân chủ, đại phó và quý vị nên quay trở lại. Chúng ta tạm chia tay ở đây. Ân nhân và nhị vị cô nương lên kinh đô chuyến này xin hãy bảo trọng. Đại ca, em muốn đi cùng với Trần công tử và nhị vị cô nương để mở rộng tầm mắt. Hay quá, có chị Phi Yến đi cùng thì càng hay hơn. Trại chủ cho chị Phi Yến đi đi. Ân nhân thấy có phiền gì không? Đại ca tôi chẳng những không phiền mà còn lấy làm vui mừng nữa là khác. Chị Phi Yến, chúng ta đi đi. Đại ca, em đi nha. Đại ca, nhị ca và quý vị hãy bảo trọng. Mong quý vị sớm trở về. Chúng tôi sẽ trở về.